Dạ anh em, thì một cái sản phẩm camera mà hiện nay công ty mình cũng bán được rất là nhiều và bán cũng từ lâu rồi, đó là cái camera Aegis VIP. Thì cái đó là chắc nghe nói đến lại cũng biết đây, và cái loại này là cái loại ngoài trời, và hiện nay thì đây là một cái model mới mới nhất luôn, hình như là 2021 luôn, tức là nó có những cái tính năng so với những cái tính năng camera cũ của anh nãy giờ để lộn ngược. Cái tính năng mới của cái này tại vì hiện nay là có rất là nhiều phiên bản C3W này, trên mạng nó có, nhưng mà nó sẽ có nhiều loại, nhiều phiên bản, nhiều chất lượng khác nhau và giá nó cũng là rất là khác nhau. Chính vì vậy thì cái loại mới mà công ty Nano đang phân phối đến các bạn là như thế nào, và hàng ngày thì nhân viên công ty mình cũng có livestream hướng dẫn cách tự lắp đặt camera này luôn, thì mình sẽ có cái phim này luôn cho các bạn coi. Tại vì sao? Nếu mà mình tự lắp đặt á thì đương nhiên là mình sẽ làm chủ được cái công nghệ, làm chủ được ví dụ như là về password, những cái bảo mật của mình tùy chọn những cài đặt theo ý mình, đúng không? Và quan trọng nữa là mình sẽ không mất tiền cho cái ông kỹ thuật ông đi cài đặt đó. Còn ví dụ như bị lỗi thì nhà bảo hành vẫn bảo hành, tức là các bạn có thể mang đến tận văn phòng công ty Nano để mà anh em kỹ thuật gửi đến cái hãng, chính hãng này người ta bảo hành cho mình, và trong thời gian đó có thể là cho các bạn mượn cái khác để xài tạm chẳng hạn đó. Còn các bạn muốn dịch vụ trọn gói luôn từ A đến A, từ A đến Z thì công ty Nano sẽ cho người khảo sát và đến tận nơi lắp đặt và bảo hành tận nơi luôn, tức là trục chặt một cái alo cái công nhân viên đến. Thậm chí là có những trường hợp là camera không xem được là lỗi do mạng của nhà cung cấp mạng chẳng hạn như vậy, hoặc là lỗi do mình chưa đóng tiền internet hay gì đó người ta bị cắt, thì khách hàng gọi thì nhân viên công ty Nano vẫn hỗ trợ để hướng dẫn khách hàng làm như thế nào mà để xem được qua mạng nhanh nhất có thể đó. Đó là những cái đặc điểm của cái sản phẩm, mà không phải là một sản phẩm này mà là nhiều sản phẩm khác mà công ty Nano đang phân phối. Và cái hàng chính hãng thì nó có những cái tem này, ví dụ như là tem này là tem đó, tem tiêu chuẩn châu Âu ha, và có dán cái này là cái sản phẩm mà công ty mình phân phối, cái sản phẩm chính hãng đó. Đó là những cái đặc điểm của camera này. Bây giờ là mình sẽ nói sơ một số cái tính năng của cái camera mới. Đây là camera mới đây, thì mình sẽ quay lại cái tính năng đó. Đây là cái hộp ha, cái hộp của camera Aegis VIP. Thì cái C3W này là cái loại mới á, nó sẽ có những cái tính năng mới so với loại cũ. Và cái tính năng mà mình thấy rất là hay, đó là tính năng mà các bạn thấy đây là tính năng là AI ha, AI for human detection, tức là nó nhận diện con người bằng trí thông minh nhân tạo, tức là có thể là nó phân biệt đâu là người, đâu là chó mèo chim chóc gì đó để mà nó không báo động khi mà có đột nhập. Rồi thứ hai, có một tính năng rất là hay của cái loại mới này mà những cái loại trước không có, tức là Colonial Vision đây nè. Tức là cái loại này là ban đêm nó vẫn cho nhìn thấy màu. Ngoài những cái tính năng mà mình hồi nãy mình nói á, giống như là Colonial Vision nè, thì nó có những cái chức năng ví dụ như là 1080 Full HD thì biết rồi, tức là nó là độ phân giải là Full HD luôn, 2 chấm. Và cái chức năng mà mới của nó nữa là two way talk, tức là mình có thể là mình nói chuyện với người nhà, hoặc là thậm chí là thấy ăn trộm vào nó mình có thể la lên là ê, thằng kia mày đi đâu đó chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình cái camera này ở nhà thì mình sẽ thông báo với người ở nhà hoặc là người giúp việc là quên tắt nước tưới cây trong vườn, hoặc là quên tắt bếp chẳng hạn, nếu mình gắn trong cái khu vực trong gia đình, đúng không? Rất là tiện lợi luôn.
phát ra âm thanh luôn. À, và ngoài ra thì nó cũng bây giờ nó xài hai cái anten, các bạn thấy hình của nó không? Đó, cái hình của nó là nó xài hai cái anten luôn. Số của nó là 2,4 GHz. À, nó rất là mạnh mẽ ha, và có độ kết nối rất là tốt xa. À, bên cạnh đó thì mình thấy là ví dụ như là đây Weatherproof nè, IP67, tức là nó có những cái tính năng là để ngoài trời, chống bụi bẩn, chống chống nước ha. Tức là IP67 là nó rất là ok rồi, để ngoài trời thoải mái luôn, mưa gió bão bùng không có vấn đề gì hết. Rồi một cái chức năng nữa là mình bấm vô, ví dụ như là dưới này là micro SD slot for local store up to cái này là 256 GB luôn ha. Trước đây thì ví dụ như là nó chỉ cho phép là khoảng 32 64, còn bây giờ là nó max lên được là 256, tức là các bạn có thể là sử dụng ghi hình rất là lâu, thay vì có thể là ghi một tuần 2-3 ngày gì đó thì có thể nó ghi cả tháng luôn cũng được, đúng không? Đó. Và ngoài ra thì nó cũng có những chức năng khác đó, ví dụ như là các bạn thấy á, là nó là skill cloud store, tức là cái này là nó optional, tức là chúng ta mua thêm cái gói cloud để mà lưu trữ trên cloud á, đúng không? Đó công nghệ đám mây. Còn nếu không thì chúng ta khỏi cần xài cái này, thì chúng ta xài thẻ nhớ thôi, mua cái thẻ 256 GB thì xài thoải mái luôn. Nhưng mà cái cloud này thì nó có những chức năng, nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề bảo mật là như thế nào, là ví dụ như là chúng ta vừa xài thẻ và vừa xài backup vào cloud này á, thì khi mà cái thằng ăn trộm, ví dụ như thằng thì không nói rồi, nhưng mà ăn cướp đi, nó vào, nó có thể là nó thấy camera thì nó muốn là phá hoại đi để lấy cái thẻ nhớ trong camera ra, nó nghĩ là hủy hoại được cái dữ liệu rồi, nhưng mà thật ra là nó đã backup trên cloud rồi, thì lúc đó là nó có lấy cái thẻ nhớ của mình vẫn xem lại được là tình trạng là như thế nào, phải không? Trước đây có ai vô đột nhập hay như thế nào đó, nó lấy cái camera của mình đi chẳng hạn. Đó là những cái tính năng rất là hay của cái camera mới này ha. Và ngoài ra còn nhiều tính năng khác. Giáp chắc 20.com.